Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau đây. 7 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên thu hút thêm 54 dự án mới vào đầu tư. Đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khi Việt Nam thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu để giữ vững môi trường đầu tư hấp dẫn dòng vốn FDI. Công ty trách nhiệm hữu hạn làng nghề Đông Mai đã chỉ đạo huyện Văn Lâm giữ ổn định sản xuất trong bối cảnh doanh nghiệp nội địa gặp nhiều khó khăn. Chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc đẩy nhanh xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sạch để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, qua 7 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu hút thêm 54 dự án đầu tư mới, tăng 10 dự án so với cùng kỳ năm 2022 và hơn 1.360 doanh nghiệp thành lập mới. So sánh giữa thu hút đầu tư trong nước với nước ngoài, có thể thấy thu hút đầu tư trong nước gặp khó khăn khi giảm cả về số dự án và số vốn so với cùng kỳ năm trước. Ngược với đà sa sút thu hút đầu tư vốn trong nước thì thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh với 27 dự án với tổng vốn đăng ký gần 380 triệu đô la Mỹ, tăng 22 dự án và tăng trên 320 triệu đô la Mỹ so với 7 tháng đầu năm 2022. Trên phạm vi cả nước, 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng so với cùng kỳ, đạt hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên thu hút 2.169 dự án trong nước, nước ngoài và đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 320.000 tỷ đồng và trên 6,6 tỷ đô la Mỹ. Để hỗ trợ doanh nghiệp khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu, dự định triển khai từ năm 2024, Việt Nam hiện cân nhắc nhiều giải pháp như trừ vào thuế hoặc chi trả tiền mặt. Hiện đã có hơn 140 quốc gia đồng ý thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu. Khi áp dụng, sẽ đánh thuế 15% đối với doanh nghiệp đa quốc gia có doanh thu toàn cầu từ 750 triệu euro, tương đương 815 triệu đô la Mỹ trở lên và có tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu từ 10% trở lên. Điều đó có nghĩa nếu doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế với mức nộp dưới 15% thì doanh nghiệp sẽ phải nộp phần thiếu hụt còn lại cho quốc gia mà doanh nghiệp có trụ sở chính để đủ mức 15%. Vì vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp khi Việt Nam thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu nhằm tiếp tục duy trì môi trường đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhiều chính sách đang được tính toán hỗ trợ với các doanh nghiệp thuộc nhóm chịu thuế tối thiểu toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quy hoạch di chuyển sản xuất trong khu dân cư ra khu làng nghề để sản xuất tập trung từ năm 2006 đã giúp hơn 30 thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn làng nghề Đông Mai xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Làng nghề có tổng diện tích 2,8 hectare. So với khi mới hoạt động, đến nay quy mô sản xuất đã tăng lên từ 3 đến 4 lần. Trong khi đa số doanh nghiệp nội địa phải cắt giảm quy mô do khó khăn, thì các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn làng nghề Đông Mai vẫn giữ ổn định được sản xuất cho mình và tạo việc làm cho gần 500 lao động. Đa số là người dân trong thôn, trong xã, với thu nhập bình quân từ 8 đến 12 triệu đồng một người trên tháng. Lao động đây thì cái thứ nhất là cái môi trường nó cũng tốt và cái thứ hai là cái về phần lao động thì nó cũng hiệu quả. Chúng tôi xuống đây tập trung làm cái cơ sở dưới này. Nói chung là sự phát triển của các hộ gia đình chúng tôi đáp ứng được kinh tế của gia đình. Sản lượng bình quân mỗi năm sản xuất tái chế được 60.000 tấn kim loại màu các loại như đồng, nhôm, kẽm, chì. Sản phẩm sản xuất ra ngoài tiêu thụ tại thị trường nội địa còn xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Ý thức được là ba cái việc là xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn theo như cái DTM đã cho phép chúng tôi. Sau khi một thời gian các đoàn thanh tra kiểm tra thì cũng công nhận là chúng tôi làm đạt được hiệu quả rất tốt. Giữ vững nhịp độ sản xuất trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua là một thành công lớn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, bởi trước đòi hỏi ngày càng cao từ thị trường, doanh nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư máy móc công nghệ mới để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng chung ấy là phải xuất được khẩu ra nước ngoài thì để tăng cái nguồn thu nhập cho các cái cổ đông và làng nghề của chúng tôi.
Thế và cái chủ yếu là chúng tôi làm tốt cái vấn đề cái môi trường và giữ vững được cái an ninh chính trị và cái thu nhập của các cái cổ đông. Sau đây kính mời quý vị và các bạn đến với nội dung hỏi đáp doanh nghiệp trong chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án vào khu công nghiệp. Và ngay sau đây là nội dung trả lời của ông Phạm Xuân Khoa, trưởng phòng quản lý đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Được thực hiện cái thủ tục đầu tư vào trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư và nghị định 31 năm 2021 là của Chính phủ hướng dẫn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Thì theo đó thì ban quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên là cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án đầu tư vào trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thì về mặt thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thì thực hiện theo cái quy định lại tại điều 33 luật đầu tư. Trong đó thì về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thì là đối với dự án đán đầu tư mới đầu tư vào trong khu công nghiệp thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên thì trên thực tế thì để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thì thời gian giải quyết tại ban có thể giải quyết trong vòng từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Quý doanh nghiệp và các cá nhân có những câu hỏi cần trả lời giải đáp từ cơ quan chức năng chuyên môn hay có những thông tin cần phản ánh chia sẻ trong chương trình, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi khởi công vào cuối năm 2022, chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc là công ty VTK Hưng Yên đã đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch nằm trên trục đường nối hai cao tốc thuộc địa bàn huyện Ân Thi và huyện Khoái Châu để sớm đón các dự án vào đầu tư. Toàn bộ diện tích hơn 143 hectare của khu công nghiệp sạch trong những ngày qua như một đại công trường với máy móc thi công hối hả. Từng hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu đều được các tổ đội của liên danh nhà thầu Kierong Vinaconex khẩn trương thi công nhằm vượt tiến độ đề ra. Khắc phục khó khăn thời tiết mùa hè nóng bức, thời gian làm việc buổi sáng được đơn vị điều chỉnh sớm hơn, các làm việc buổi chiều cũng bắt đầu muộn hơn. Điều này vừa giúp tránh được cái nắng gay gắt buổi trưa mùa hè, vừa giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Thì chúng tôi luôn luôn tập trung toàn bộ máy móc thiết bị và con người để làm sao mà đẩy nhanh được tiến độ. Với mục tiêu hoàn thành vào tháng 9 năm 2024 thì Vinaconex và Kierong đang nỗ lực để có thể hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch. Với khối lượng công việc đã đạt được cùng nhịp độ làm việc như hiện nay, khu công nghiệp sạch sẽ là khu công nghiệp có thời gian thi công hoàn thiện hạ tầng nhanh nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chỉ trong hơn 20 tháng. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực và nhiệt thành từ các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh nhà nói chung và ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên nói riêng. Các công tác liên quan đến xin cấp phép xây dựng, phòng cháy, đánh giá tác động môi trường được triển khai nhanh chóng, sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy. Khu công nghiệp sạch có tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.800 tỷ đồng do Tập đoàn Nhà đất của nhà nước Hàn Quốc sang đầu tư trực tiếp. Trừ diện tích đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng, khu có khoảng 100 hectare đất cho thuê công nghiệp. Chúng tôi sẽ tập trung thu hút các doanh nghiệp thứ cấp thuộc về các ngành nghề lĩnh vực tỉnh Hưng Yên đang ưu tiên khuyến khích đầu tư. Trọng tâm là đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại công nghệ cao. Theo kế hoạch, đến tháng 9 năm 2024 sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sạch, nhưng với những thuận lợi trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đang phấn đấu về đích trước hạn so với kế hoạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thứ cấp và đầu tư sớm hơn. Điều đáng mừng, dù hạ tầng đang xây dựng nhưng đã có gần 20 doanh nghiệp Hàn Quốc đến đăng ký dự án và đầu tư. Khi lấp đầy dự án và đầu tư, khu công nghiệp sạch sẽ tạo ra từ 10.000 đến 15.000 việc làm mới. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những nội dung cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi cần cơ quan quản lý nhà nước liên quan trả lời,
giải đáp, xin liên hệ qua số điện thoại 0363089089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, phòng phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.